Một thông tin vui cho nông dân miền Tây. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam đã nộp hồ sơ để mở cửa xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc cho 3 loại nông sản gồm khoai lang, bưởi và dừa. Theo các nguồn thông tin, Trung Quốc sẽ trực tuyến kiểm tra vùng trồng cũng như cơ sở đóng gói của Việt Nam để xem xét chấp thuận cho sản phẩm xuất khẩu chính ngạch. Trước giờ mặt hàng này chủ yếu xuất tiểu ngạch. Hiện Việt Nam có 11 loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, dải, sầu riêng và chanh dây.